Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc của đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn phường Nại Hiên Đông. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường đã triển khai các văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị về lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Nhìn chung, công tác chỉ đạo hướng dẫn triển khai được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội triển khai nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ ở tất cả các cấp. Qua thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tình hình phát triển kinh tế xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định, nhất là trên các mặt công tác về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, quốc phòng an ninh tiếp tục được đảm bảo. Bên cạnh những thuận lợi, hiện nay việc triển khai mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc. Phường Nại Hiên Đông đề xuất với đoàn giám sát một số vấn đề về công tác thu chi ngân sách, giải tỏa đền bù các dự án, công tác quản lý đô thị, công tác quản lý nhà chung cư, cùng một số vấn đề liên quan đến công tác triển khai mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn.